Chào các bạn nhé. Anh em mình đang đi bẫy họa mì nhé các bạn nhé. Có một con họa mì đang hot ở dưới góc dưới đây. Họa mì của người ta xảy ra hot rất là sung luôn. Đó, các bạn nghe không? Đây này mình đánh bằng thòng nhé, không có lọc bẫy nên là phải đánh bằng lô thòng. Cắn ngay trên đầu nữa kìa đây nè. Gì? Thì phải cắm ở càn ở trên nữa chứ. Anh éo đen này là anh trợ lý của anh thủ lĩnh nhé. Chim mồi móc ở đâu? Nó cắm trên kia càng đấy, để móc chim mồi trên đấy cho nó keo cho dễ nhìn. Không, móc mồi dễ mà. Nhưng mà càng kia mày không cắm hả? Này càng đó. Này á? Ừ. Càng đó phải cắm chứ. Càng đấy buộc phải cắm, càng đấy không cắm đâu được. Càng trống thì cho nó thuyền đấy. Càng bên kia nữa kìa. Để trống nhiều vậy. Đấy, càng đấy nó đấy. Cần nó phải cắm hai cái. Bộ này bao nhiêu chân vậy? Bộ này 2 chân. Bao nhiêu tiền? 5 xích. Gỡ vốn chưa? Mới dám thử có bữa. Được 10 con bù treo thì gỡ mẹ thì còn ông bù treo cũng được mấy chục nghìn một con, 60-70. Đây mất cả bù treo ngon rồi. Bữa đang đánh ngon rồi, nó ra chứ mà trên đây nó mật ngon rồi. Ok, nhiệt, trên đây nó mật ngon rồi. Hai cây cái đấy, hai cây. Mật ngon thì mật có ai mua đâu mà ngon. Thế lơi đỏ 4 nghìn một con này, chỉ ăn 15 nghìn con, 15 nghìn con có người mua. Về hết rồi, về hết mua rồi. Đến hết rồi. Đấy thì để ta đặt máy đây. Mười lăm nghìn là con củ đen đấy, mà nó là 40-50 nghìn con đấy, dưới nhà mình có 15 nghìn, cứ có bảy màu á, bổi là 15 nghìn, còn chuyền là 20, còn nếu mà bán là bổi đấy là chỉ có 120 thôi, chuyền của cái dưới, à, chưa vào cắm luôn đấy, mèn mắc vậy hả? Ừ, chưa vào cắm luôn, là về cho ăn cắm sệt không á, là 150 một con, 120 con đấy, ở dưới bên bán. Còn màu xanh tím này hình như là 250 một con, chưa là cám luôn. Đúng rồi, đây nó thua, nó lấy cái trăm nghìn con. Beep, beep, beep.
cùng cũng phải chết. Đấy. Phải mở ghe không? Chú chỉ mở đi 3 tiếng là về đến nơi. Trên. Cái bên kia rồi. Cái ngân hàng lại sổng đứng bên kia bây giờ. Con đang đặt ngón mày ơi. Đặt ngón à? Ừ. Chạy mẹ đó. Đến được không? Đi. Áo chung không? Không. Cầm đi. Ta lấy áo vào. Đi cũng chích khổ. Dữ mà. Chích ta sổng đi rồi. Lên gầy cái dính liền nhá. Mái thêm mở đéo dâm bằng mái hướng mở. Chim này là chim người ta xảy. Thì chim người ta xảy đấy. Được. Đẹp mà. Tướng oa lắm đấy chứ. Cụt con này nữa à? Đâu cụt. Ừ. Cái sáng tháng 15 con này dễ ám rồi đúng không? Cho nên 7 ghê lắm rồi. Vậy nên hôm 22 cầm tay đi. Đã bắt được nó rồi nha anh em nha. Hành từ sáng giờ nha. Mệt quá mệt. Rồi gỡ bẫy đi. Được về.